quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi luôn tự hào là người bạn đồng hành của tất cả quý vị trong công việc bếp núc. Và chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì sẽ đồng hành với quý vị khán giả mọi lúc, mọi nơi, trong tất cả mọi khó khăn của quý vị khán giả và sẽ đáp ứng những yêu cầu từ phía quý vị khán giả. Cô Dự Thảo ơi, vừa rồi chương trình có nhận được một email của một bạn khán giả là sinh viên. Em có lưu lại để đọc cho cô nghe nè. Món Ngon Mỗi Ngày ơi, em là Khánh Nhi, sinh viên trường Đại học Văn Lang. Chương trình biết đó, sinh viên như tụi em thường ăn uống không đủ chất do bận rộn và để tiết kiệm nữa đó. Nhưng em vừa nhận được học bổng nên muốn khao bạn cùng phòng một chút cho vui. Chương trình hướng dẫn em một món ăn gì đó chấm chấm cuốn cuốn để ăn vừa vui miệng vừa đầy đủ dinh dưỡng mà thực hiện cũng đơn giản nữa nha. Em xin cảm ơn chương trình và đầu bếp thật nhiều. Chuyện đó là nằm trong tầm tay của chương trình rồi. Vậy là cô Dự Thảo đã suy nghĩ ra được món gì mà vừa hấp vừa gói rồi vừa mới vừa lạ để giới thiệu cho bạn Khánh Nhi chưa? Trong chương trình ngày hôm nay thì Dự Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và bạn Khánh Nhi nữa một món gói mà chúng ta lại dùng phương pháp hấp, dùng nguyên liệu chính là cải thảo. Đó là món cải thảo gói tôm thịt. Để chuẩn bị cho món cải thảo gói tôm thịt đó thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 12 lá cải thảo, bỏ bớt cái phần cọng, một ít hành ngò, 150g tôm sú bóc vỏ, 150g thịt nạc dăm chúng ta băm nhỏ, củ năng băm, cà chua, củ hành tây và đầu hành trắng chúng ta cũng băm nhỏ luôn, một ít sốt cà, bột năng, tỏi phi và dầu mè cùng với các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Để chuẩn bị thì là Dự Thảo đã đặt lên bếp một chảo có nước ở trong đó và chúng ta cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối nè, trần sơ những cái lá cải thảo này. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi mà chúng ta trần cải thảo như thế này và chúng ta nhúng ngay vào trong nước đá sẽ giúp cho cọng cải thảo có cái độ tươi xanh mà khi chúng ta gói và hấp xong thì cải thảo sẽ không bị nhũn. Quý vị ơi, khi mà làm món cải thảo gói tôm thịt thì quý vị nhớ là trần nhanh cải thảo với nước sôi, xong rồi chúng ta vớt ra ngâm vào đá để cho cải thảo giữ được độ tươi xanh và bên cạnh đó là không bị nhũn. Phần tôm này thì chúng ta băm nhỏ cái phần tôm này ra. Kế đó thì chúng ta sẽ trộn cái phần thịt vào. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê đầu hành trắng băm nhỏ nữa. Sau khi chúng ta cho các loại gia vị vào, chúng ta trộn đều tôm thịt nè với lại muối tiêu đường bột ngọt và một ít cái đầu hành trắng băm nhỏ, chúng ta cho một muỗng cà phê dầu mè, tiếp tục cho củ năng để cho cái phần nhân này được kết dính, thì chúng ta sẽ cho một muỗng canh rưỡi bột năng, cuối cùng thì cô sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng cà phê tỏi phi nữa. Tỏi phi có một cái tác dụng rất là quan trọng, chúng ta không sử dụng cái phần tỏi băm mà chúng ta sử dụng tỏi phi cho vào phần nhân này đó thì sẽ giúp cho món ăn có cái mùi thơm rất là đặc biệt của tỏi phi mà là không bị nồng. Giai đoạn cuối cùng này là chúng ta sẽ đập thật là mạnh cái phần tôm thịt này vào trong tô, mục đích giúp cho thịt ra keo và như vậy phần nhân sẽ có độ kết dính rất là tốt. Bây giờ đến giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn chúng ta sẽ gói những cái phần nhân tôm thịt này vào với cải thảo, trải một cái lá cải thảo. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ múc một muỗng nhân cho vào lá cải thảo này, gấp hai mép đầu hai bên này và cuối cùng chúng ta gói lại là xong. Và trong khi chờ cho Kim Thảo tiếp tục gói những cái gói cải thảo còn lại thì bây giờ cô sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Như vậy là chúng ta đã gói xong những cái gói cải thảo cuối cùng rồi. Sững hấp nãy giờ chúng ta cho nước lên bếp thì bây giờ nước cũng đã sôi rồi, Kim Thảo giúp cô mở nắp ra đi. Chúng ta sẽ cho cái phần cải thảo này vào trong sững hấp và quý vị khán giả sẽ hấp trong khoảng 15 phút thì phần nhân thịt sẽ chín ngay. Trong thời gian chờ đợi như vậy thì chúng ta sẽ tranh thủ để mà chúng ta làm cái loại nước sốt. Phần hành và ngò này thì chúng ta sắc nhỏ ra. Chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Bột năng thì là chúng ta sử dụng khoảng một muỗng canh, chúng ta cho thêm với nước và khuấy đều lên. Bây giờ chảo đã nóng, quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng một muỗng canh dầu. Kế đó rút cái phần hành tây vào. Khi củ hành tây đã bắt đầu vàng, thơm và ráo như thế này thì chúng ta sẽ cho cái phần cà chua băm nhỏ vào. Chúng ta xào một chút xíu cho kỹ để cho cái phần cà chua này nó nhừ ra. Bây giờ mình cho thêm khoảng 2 muỗng canh sốt cà. Bây giờ thì chúng ta sẽ nêm muối nè, đường,
nêm thêm khoảng 1/2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto vào. Khuấy đều để cho cái phần gia vị nó thật là thấm với lại phần sốt này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê dầu mè, cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê nước bột năng. Cuối cùng chúng ta cho hành ngò vào và trộn đều để cho phần sốt này chín và hành ngò chín là xong. Kim Thảo giúp cô mở nắp cái nồi ra. Bây giờ quý vị khán giả sẽ lấy cái phần cải thảo này ra và chúng ta bày ra dĩa. Chúng ta sẽ lần lượt xếp những cái miếng cải thảo này lên. Cuối cùng thì chúng ta sẽ để một ít ngò rí lên trên. Bây giờ thì phần trang trí cũng đã xong rồi. Cô sẽ lấy một phần ra để cho Kim Thảo thử món ăn này nha. Lấy một cuốn cải thảo nè. Sốt cà chua. Đúng rồi, chắc chắn là phải có sốt cà. Rồi. Wow, hấp dẫn quá. Cô ơi, cải thảo thì vẫn còn độ giòn, rồi thịt tôm mềm mềm thơm thơm và vị rất là đậm đà cô à. Kim Thảo nghĩ là món này không thể nào mà chê vào đâu được. Nước sốt thì chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Và quý vị ơi, vậy thì quý vị còn ngần ngại gì nữa mà không gửi đến cho chúng tôi những yêu cầu cũng như là những thắc mắc của mình đến hộp thư là số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam theo số điện thoại 083 823 7557, và cũng có thể truy cập vào website mongonmoingay.com để theo dõi lại những chương trình mà quý vị đã bỏ lỡ nhé, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Kim Thảo và đầu bếp Diệu Thảo xin được nói là chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.